Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm kim thính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn y dược quốc tế sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về kim thính cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm kim thính có thành phần là cao cối xay 150mg, cao vảy ốc 50mg, cao bổ cốt toái 50mg, L-carnitine fumarate 50mg, cao câu kỷ tử 50mg, cao đan sâm 50mg, cao thục địa 40mg cao cầu tích 50mg. Kim thính được bào chế dưới dạng viên nén. Kim thính mang lại cho người dùng công dụng, hỗ trợ tăng cường lưu thông khí huyết, bổ thận, giúp tăng cường sức khỏe thính giác, tăng cường thính lực cho đôi tai, hỗ trợ giảm thiểu các triệu chứng ù tai, nghe kém, suy giảm thính lực. Sản phẩm dùng cho các trường hợp, người có nguy cơ và người bị suy giảm thính lực như ù tai, nghẽ ngãng, điếc tai, người cao tuổi, người làm việc trong môi trường có tiếng ồn liên tục nghe nhạc nghe đài, TV, công trường, xưởng sản xuất. Các đối tượng bị suy giảm thính lực khác như suy giảm thính lực sau khi mắc các bệnh về tai hoặc các bệnh dẫn đến giảm thính lực. Sản phẩm kim thính được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của kim thính được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, ngày uống 2 đến 4 viên trên lần, uống 2 lần trên ngày. Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Nên sử dụng liên tục một đợt từ 3 đến 6 tháng để có kết quả tốt. Chống chỉ định khi sử dụng kim thính, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm kim thính, đồng thời biết cách sử dụng kim thính sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.